Mày nên nhớ, tao đã dành cả cuộc đời để làm những điều tử tế. Không bao giờ chấp nhận những cái thằng mà cơ hội thủ đoạn nên cầm đầu một đơn vị mũi nhọn như thế này. Nếu ông ấy lên chức, chắc em xin chuyển đơn vị hoặc là về huyện cho nhẹ đầu. Còn vụ này coi như dừng hẳn. Những thằng như mày đi hết thì đơn vị này nát à? Chính ra chú mày là phải thay anh làm cái chức trưởng phòng mới đúng. Em xin anh, em lên chức trưởng phòng, người ta cười cho vào mặt, lại bảo thằng này tuổi tin, mới nứt mắt ra đã mơ mộng. Anh đừng có bôi mỡ vào để kiến nó đốt em. Anh phải nên nhớ rằng thằng Triều hiện nay mới là đội phó. Theo lộ trình ấy thì nó phải lên đội trưởng rồi lên phó trưởng phòng. Chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn được anh ạ. Tôi biết, tôi biết như vậy đúng là tuần tự nhi tiến, nhưng đây thằng này nó là đặc biệt xuất sắc. Nó đã lập được những kỳ tích đặc biệt, nó xứng đáng được bổ nhiệm vượt cấp. Nói thật, về tài đánh án, nó còn đáng làm thầy một số thằng cấp phó phòng. Còn về cái tâm, nhiều lúc tôi cảm thấy mình còn thua kém nó. Anh mà không dùng nó thì phí phạm một tài năng. Anh mà đề xuất thằng Tuất lên thì lập tức thằng Triều sẽ bỏ đi nơi khác. Chúng nó không thể chung một mái nhà. Thôi được rồi, anh cứ ngồi xuống đi. Anh uống nước đi. Ý kiến của anh thật là táo bạo. Nhưng sao tự nhiên anh lại nghĩ ra điều này? Thực ra đây là ý kiến của thằng Thắng, đội trưởng của thằng Triều. Sao? Ý kiến thằng Thắng à? À, thằng Thắng lại đề xuất cấp phó của mình ngồi trên cả mình. Hoặc là rất trí công vô tư, hoặc là... Lúc đầu tôi cũng hơi ngạc nhiên, nhưng sau nghĩ lại thấy cũng hợp lý thôi, nên mới quyết định táo bạo đề xuất anh. Nếu anh không dùng nó thì tôi có chết cũng không nhắm mắt. Khiếp quá. Lần đầu tiên tôi thấy một ông tiền nhiệm đề cử một ông kế cận lại quyết liệt như anh ấy. Tại anh nói đưa thằng Tuất lên tôi mới hoảng. Để một kẻ cơ hội hãnh tiến lên cầm trịch thì sẽ phá nát cái đơn vị này, rồi người tài sẽ chán nản bỏ đi. Nhưng mà chắc chắn đưa vấn đề bổ nhiệm thằng Triều ra đảng ủy sẽ xảy ra rất nhiều những tranh cãi quyết liệt. Quyền anh, phép anh cả thôi. Quan trọng là mình dùng người tài để làm việc, không phải vì mục đích khác. Tôi tin là mọi người sẽ hiểu và đồng thuận với anh. Thôi được rồi, tôi sẽ nghe theo ý kiến của anh. Vậy thì anh tính lộ trình của nó như thế nào? Sớm đề bạt chức phó trưởng phòng, ra vụ trách 2 năm, đủ tuổi bổ nhiệm trưởng phòng. Tôi tin dưới triều đại của nó, BC04 sẽ đánh đông dẹp bắc, trở thành thương hiệu mạnh của công an Hưng Hòa. Đồng ý. Ở đây bạn già. À, xin chào. Có việc cần tham khảo đây. Hỏi gì đó? Chắc hỏi xem Thắng mấy nghỉ hưu đúng không? Không, chuyện khác. Việc bổ nhiệm cán bộ trong ngành công an á. Sắp nghỉ hưu rồi còn quan tâm đến chuyện đấy làm gì? Ông trả lời thẳng câu hỏi của tôi đi. Thì việc bổ nhiệm ấy là do nhu cầu của công tác cán bộ. Mà người được bổ nhiệm ấy thì phải đủ điều kiện của công tác lãnh đạo,
Ông cứ rửa luật công an ra mà xem. Tôi hiểu rồi. Tôi hỏi đây ấy, là hỏi cái chuyện mà bổ nhiệm vượt cấp, nhảy cóc ấy. Ông bạn già, luật ấy thì không quy định chi tiết cái việc ấy. Nhưng đây là do nhu cầu của đơn vị. Miễn sao ấy, người được bổ nhiệm đủ các tiêu chí là được. Tôi hiểu rồi. Mà ông hỏi làm gì đấy? Bí mật. Bí mật à? Ông mà bí mật với tôi ấy. Mà khi lên đến tôi là tôi gặt phén đi. Thôi được rồi, chỗ bạn già với nhau tôi không có giấu. Tôi có đề xuất với Lão Hoạch là bổ nhiệm thằng Triều lên chức phó phòng trước khi tôi nghỉ hưu. Thằng Triều đội phó đúng không? Nhưng mà nó trẻ quá. Trẻ cái gì mà trẻ? Tuổi gì? Tuổi trẻ tài cao được chưa? Lão vừa hỏi tôi câu đó, tôi mới làm trong trận này. Thế Lão hỏi sao? Sao chăng gì nữa? Lão đang tìm người bổ nhiệm vào cái ghế nóng. Tôi có tiến cử, Lão có vẻ xuôi xuôi rồi. Thằng Triều là người có năng lực, không bổ nhiệm thì lãng phí lắm. Nhưng nó trẻ chưa thế, lãnh đạo cũng khó. Mà đơn vị ông ấy không chỉ có năng lực mà cần phải có một cái uy. Sợ nó trẻ quá lãnh đạo không được. Cứ theo quy chế mà làm, giữ nguyên tắc, thiết con luật. Thằng nào không nghe thì kỷ luật. Làm vài trận là nó răm rắp ngay. Bây giờ là phải tin tưởng cái đám trẻ. Tụi nó sức dài vai rộng, đủ năng lực để làm những chuyện khó khăn hơn đám lớp già tụi mình đó. Tôi sẽ lưu ý ý kiến của ông. Nhưng mà kiểu gì ấy thì Lão cũng tranh thủ ý kiến của tôi. Nhớ việc tôi nhờ nhé. À đây, Lão tính đưa thằng Tuất lên. Tôi nói ngay, làm như vậy thì nát đơn vị. Một thằng cơ hội, xu thời hãnh tiến. Chưa kể những cái trò tiêu xảo bẩn thỉu. Chết, anh nặng lời quá. Tôi nói thật đấy, còn rất nhiều cái chuyện kinh tởm nữa anh chưa biết đâu. Nhớ việc tôi nhờ đấy, tôi làm việc này chỉ vì đơn vị, chứ chẳng có riêng tay gì đâu. Anh biết tính tôi rồi đấy. Được, anh về đi. Tôi sẽ lưu ý ý kiến của anh. À này, cái vụ 2.000 bánh heroin thế nào nhỉ? Thấy chưa, cái thằng Chiều á, nó sinh ra để làm công an. Thằng đó tài năng rất tốt, tâm sáng lại nhiệt huyết. Làm việc thì cùng ngục như châu. Chưa kể là nó còn cái mối thù của cha nó nữa, anh nhớ chưa? À, anh chắc tôi mới nhớ. Mới thế mà đã 15 năm rồi. Được, tôi đồng ý với ý kiến của anh. Tôi sẽ tính. Nhưng đưa ra đảng ủy chắc chắn sẽ có nhiều ý kiến trái chiều đấy. Tôi mình sắp về hưu rồi. Phải tìm được cái lớp trẻ kế cận cho tử tế. Chứ đưa lớp sau lên mà không ra gì, nó phá nát công lao của đơn vị thì nhục lắm. Vâng, cứ thế nhé.